ghét Randy. Tôi yêu Randy. Yamaha Randy, xe ga tiết kiệm nhiên liệu số 1 Việt Nam. New me discover with Yamaha. Em thấy anh nói chuyện cũng dễ thương. Em cũng vậy. Nếu mà em cho anh cơ hội á, thì anh hứa anh sẽ lo em đến suốt cuộc đời. Trời ơi nè, nè chị nổi da gà hết trơn luôn nè, thấy chưa? Chị nổi da gà hết trơn luôn á. Người đàn ông nào mà nói chị câu đó thiệt á, chị nhào vô chị ôm chị hôn cái chóc liền luôn. Thiệt sự luôn. Dạ, em tên là Cẩm Vân, 24 tuổi, đang là mẹ của 35 đứa con. Ồ, cô giáo giữ trẻ ha, 35 đứa con. Một thân hình mảnh mai như thế này quản lý 35 em một lúc. Dạ. Dễ thương nha. Quản lý thêm người này đứa coi sao nha. Dạ, bạn trai mình. Dạ, em xin giới thiệu là em tên là Nguyễn Văn Quốc Giang. Giang bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 24 tuổi chị. Nghề nghiệp là gì bạn? Dạ, kinh doanh trong gia đình. Cụ thể là kinh doanh gì? Dạ, buôn bán nông sản. À, nông sản tức là lúa, gạo, tất cả loại trái cây này kia hả? Dạ. Làm công việc đó bao lâu rồi? Dạ, cũng được 4-5 năm rồi. Vậy rồi trước đó là mình làm cái gì? Dạ em đi bộ đội xong rồi kèm đập đại, xong rồi về xã làm được năm á. Xong rồi em về làm về bá. Về xã làm cái gì? Dạ làm trung đội trưởng. Qua cái môi trường quân đội thì chắc chắn cái bản lĩnh của bạn rất là tốt. Quê bạn ở đâu vậy? Dạ em ở Vũng Tàu á. Vũng Tàu? Dạ. Wow. Em đang ở đâu? Dạ em ở Bến Tre chị. Bến Tre với Vũng Tàu không cũng gần, nó đi tàu cũng gần. Rồi giờ hẹn hò sao trời? Bến Tre đi ra cửa đại đi vòng qua Vũng Tàu. Thôi không sao, cái chuyện đó một hồi nữa mình tính sau. Em giới thiệu về những điểm mạnh điểm yếu của em trước đi. Em hay lanh chanh lắm, tài lanh nữa, nói chung là rất là nhoi. Lanh chanh, tài lanh, nhoi nữa. Dạ, em nhoi dữ lắm. Anh Quyền Linh thấy mấy đứa nhỏ nhoi sao là em nhoi y vậy mà em nhoi em có chọn lọc. Bạn trai bây giờ nói chút xíu đi, dù thấy bạn hơi căng thẳng chút xíu. Tình hình sức khỏe ra sao? Ổn định. Ổn định ha. Nãy giờ em nghe giọng nói của cô giáo bên kia thấy sao? Ngọt, dễ thương. Dễ thương hả? Dạ. Mình muốn đi tìm một đối tượng như thế nào? Cũng bình thường. Có yêu cầu ngoại hình gì không anh? Dạ không. Sao dễ vậy? Dạ. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hai. Hai rồi. Mối tình dài không? Dạ mối tình đầu tiên là 4 năm, mối tình hai là chắc 5 tháng. Lý do 4 năm tại sao mình lại chia tay? Dạ đi bộ đội. À. Xa mặt cách lòng. Dạ. Ủa mình đi bộ đội mấy năm? Dạ 2 năm chị. Rồi. 2 năm ở nhà bạn gái là có người yêu khác. Dạ. Rồi mối tình tại sao có 5 tháng phải chia tay? Dạ bà mới nhỏ con quá. Nhỏ con quá chia tay hả? Không, bà kia chia tay chứ em chia tay. Đi với em ngại. Bạn có đối xử tốt với ta không hay là ta lấy cái cớ đó thôi? Quá tốt luôn. Quá tốt luôn hả? Dạ. À. Nhưng mà giờ tôi hỏi thiệt vậy, bạn lên đây bạn tìm bạn gái, tìm vợ, bạn không có đặt ra một cái tiêu chuẩn gì hết trơn trọi hả? Dạ cao 1m85 trở lên được là chị. Mà em cao có 1m53 anh ơi. Cũng được em, không sao cả. Dạ dạ, không dễ dãi lắm, mà hỏi nó cho vui vậy thôi nè. Bạn ở đây giờ rung hồi hộp lắm, gì cũng được hết trơn á. Còn gì nữa không em? Dạ, về tính là được chị, đừng có keo kiệt quá. Cái đó dạ, vì... sợ anh mới đúng. Ừ, bạn gái phải sợ bạn trai keo kiệt mới đúng chứ. Em thoáng lắm chị ơi. Thoáng lắm hả? Dạ. Mai mốt lấy nhau về tiền bạc ai giữ? Dạ vợ. Vợ giữ ha, còn lúc làm bạn gái thì tiền bạc ai giữ? Chắc cho bạn gái gì luôn quá. Sao nữa? Em nói thiệt. Thiệt hả? Dạ. Ủa là sao, là sao? Bây giờ yêu nhau thôi là cũng tiền bạn gái giữ luôn hả? Dạ, đi chơi rồi mà gái giữ. Ủa tại sao dễ dãi vậy? À không biết. Em có khuyết điểm gì không? Giống như là nó ngọng thì. Đâu ngọng đâu, anh nghe nó hơi khó chút xíu thôi. Rung lắm hả? Dạ. Thôi bộ đội gì mà rung vậy? Mạnh mẽ lên coi gì? Hỏi thiệt nè. Dạ. Trong người có bị gì không? Dạ không. Đâu đứng lên xoay vòng coi. Phong độ mà. Phong độ mà làm gì dễ dãi vậy? Trời đất ơi. Ế lắm không? Dạ không. Không ế lên đây làm chi? Kiếm vợ chị. Tại sao không tự kiếm đi? Đã kiếm ra chị. Thì là ế. Dạ. Nói nghe nè, cô bên đây cũng nhỏ con. Dạ. Sao, có vấn đề gì không? Dạ không. Sợ bạn anh nói thôi chứ em sao. Em cỡ nào cũng được hết trơn phải không? Dạ. Thì chừng nào đám cưới được? Cuối năm thì. Có chuẩn bị gì chưa? Dạ rồi. Có cái gì? Nhà cửa xe cộ. Hả? Nhà cửa của ai? Ba cho. Cho chưa? Dạ rồi. Có đủ hết rồi ha? Dạ. Nhưng bây giờ cái vụ mà người ở nơi này về trong lúc hẹn hò này nè, rồi mình sao? Thì tháng xuống 1 lần. Tháng xuống 1 lần à? Tháng xuống 1 lần ít quá vậy? Đó. Dạ 2 lần chị. 2 lần ha? Dạ. Em có dạy gái không? Dạ có. Có hả? Ê giờ đang yêu nhau có tiền đưa bạn gái giữ luôn hả? Dạ. Trời vui vậy. Mọi người làm chứng giùm em nha. Thiệt luôn hả? Bây giờ thí dụ như có 10 đồng mình đưa bạn gái giữ mấy đồng? Trong 10 đồng luôn chị. Thiệt không? Trời ơi. Thì đi chơi bạn gái giữ cho các chị. Ôi lần đầu tiên nghe người vậy luôn á. Trời móc bóp đưa bạn gái này muốn xử lý sao xử lý cho nó gọn. Dạ. Mà trong bóp có chừng 20-30 ngàn thôi. Không, cái vấn đề em không quan trọng trong bóp có nhiêu tiền, mà quan trọng cái tâm người ta đưa cho mình bao nhiêu phần trăm, là cái tâm đó mới là quý. Không, tâm tôi tính hết trơn rồi ông ơi. Nhưng mà đưa, à có nghĩa là đưa bạn gái là đưa hết không, hay là đưa mớ còn nhiêu dấu giếm ở nhà? Dạ dấu ít. Còn có dấu hả? Mày có cái gì nó giấu mình hay sao ta? Không có gì chị. Thiệt không? Dạ thiệt. Mạnh khỏe. Dạ. Thấy chị Cát Tường sợ quá lo sao? Dạ anh tập luyện dữ lắm mà lên đây xong. Tập luyện gì? Giống như là anh nói trước gương vậy. Ồ, nói gì đâu, sao đâu ra giờ bè gương gương đó, nói thử coi. Tối qua tập sao? Hả? Vậy lên gương kêu là lên chào con giả, lên chào chị, xong rồi hỏi bằng nữ. Rồi. À cứ ngồi nó nhảm vậy đó hả? Dạ. Ủa làm gì mặt đỏ vậy? Biết cỡ hả? Thôi đừng có chọc người ta hoài nữa mà, được không, rồi. Con trai này vui mà, vui. Chọc tội nghiệp á. Ha. Thôi im để anh coi dễ thương mà. Gái sao dễ thương mà. Dạ. Vấn đề là ví dụ đưa tiền cho người yêu giữ đó, được vụ đó được á. Dạ, chào cô giáo. Dạ. Dễ thương nha. Anh kiểu bự con lắm. Anh phải che chở cho em là mưa gió bão bùng gì đó. Bà quản lý bà mấy đứa nhỏ đó. Dạ. Còn đứa nhỏ đây quản lý chắc cũng được đó. Bạn không thích gì ở người đàn ông? Dạ em không thích bạn trai ghen tuông. Bạn trai có ghen không? Dạ có. Có hả? Dạ. Ghen dữ không? Ít thôi. Ít thôi. Rồi gì không thích bạn trai gì nữa? Dạ không thích hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không. Với lại em thích bạn trai của em là phải sạch sẽ, dễ nhìn, biết quan tâm người khác. Bạn trai có sạch sẽ không? Dạ có anh. Có luôn. Quan tâm với bạn gái không? Đưa bóp luôn là quan tâm quá được rồi. Được lắm, được. Cái vụ đưa bóp là tôi chịu. Vậy là đủ rồi ha. Còn gì yêu cầu nữa không? Ba em á là nói là phải cao 1m7 trở lên mới cho quen. Để sau này cái hiện nội giống á. Em nhỏ con quá. Này dư luôn á. Bạn trai đâu có thể ẩm em chạy vòng vòng cũng được nữa. Không có lo. Có cái gì đâu nữa mà lo. Mọi thứ là bề ngoài là hoàn hảo hết trơn rồi đó. Không, rất là phong độ. Chúng ta sẽ gặp gỡ người thân của hai bạn xem sao. Được dữ lắm nha. Em có đi với ai không? Dạ có em trai với bạn thân. Em trai? Rồi thôi mình hỏi em trai đi. Nãy giờ em thấy thái độ của anh trai em sao vậy? Anh quá rung luôn. Ở nhà mình lắm, mình miền lắm. Mà sao lên đây anh rung vậy chứ? Em thấy chị gái này cũng dễ thương à. Anh với thêm chị quen nhau rất hợp. Ra đường thì nắng em cha chị luôn, yên tâm. Em có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ với cô Út. Rồi mẹ đâu ạ? Theo ý của ba dân á thì nói là con trai phải bự con, mạnh dạn. Thì cha làm ủy ban xã thì cũng chịu những người bộ đội, đảng viên. Thấy cháu đây thì cũng đủ chuẩn, cả đã đi nghĩa vụ đồ thì cũng rất là mừng. Dạ. Út thấy sao Út? Út thấy sao Út kìa? Thấy Út chấp mấy điểm? Không biết gấp đâu à. Cái gì cũng được, hơi xa thôi à. Chừng nữa thì cũng sắp xếp thôi chứ bây giờ duyên nợ thì dù xa ở đâu cũng thành hết thôi chị. Dạ. Cảm ơn gia đình. Chúng ta sẽ có 2 phút gặp gỡ nhau. Kéo màn. Nào, hãy giải quyết chuyện yêu xa. Anh muốn quà tặng anh. Dạ em cảm ơn anh. Em có thể làm phiền anh là gửi tặng bó hoa này tới cho mẹ em được không? Được. Tại vì ngày mai là ngày sinh nhật của mẹ em. Nghe ở người bác. À rồi con. Ngày mai sinh nhật bác, con chúc bác sinh nhật vui vẻ, vui vẻ sức khỏe. Rồi. Con cũng cảm ơn con. Dạ. Trời ơi rung. Không bự con mà không rung dữ. To dễ sợ vậy. Em thấy sao? Em thấy sợ. Sao anh rung quá vậy? Không biết. Làm như người nổi sải gì vậy. Anh thấy em sao? Em dễ thương, đẹp gái. Em thì em nhỏ con quá. Những cái việc mà ở trên cao quá em làm không được. Nhiều khi á em giận dữ lắm. Thì có anh được anh à? Dạ. Anh quan trọng cái chuyện tuổi tác không vậy? Không. Anh thì không quan trọng vấn đề đó. Anh còn quan trọng chuyện gì nữa không? Bên em đừng có buồn xịn quá, như là tính toán cao kiệt, như là mỗi lần mà đi chơi với bạn bè đông mình tính tiền này nọ á. Em chuyện đó không có. Ví dụ như có bạn bè thì em trả tiền là bạn gái em đừng có cằn nhằn á hả? Dạ. Tưởng đâu tính toán hay đi chơi chung chia tiền đâu trả hai đứa. Anh có định nói gì em không? Anh vuốt ngồi bên banh lô ngủ giờ đó. Thật ra thì em tham gia cái chương trình này á là do mọi người ở trường suối. 2 lần đầu tiên đều nói chung chuẩn bị đi hết rồi, tinh thần là vững chắc hết rồi. Té xe. Cái xong rồi đến lần thứ 3 thì em cũng chưa biết rồi được gọi, nhưng mà trước khi mà em đi lần thứ 3 thì em cũng bị té xe nữa. Rồi. Thấy thương chưa? Cái duyên đến với em khó lắm đó. Không là ngày sinh nhật của anh. Hả? Vậy em cũng chúc mừng sinh nhật của anh. Bạn có muốn quà gì tặng sinh nhật cho bạn ấy không? Dạ em sẽ hát Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục nghe nhìn thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Ý rồi, hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi anh. Chủ yếu câu đó thôi đó. Bạn trai cảm nhận như thế nào về món quà của bạn gái? Hay chị, ý nghĩa. Tí ra mua quà tặng lại. Mua quà tặng lại? Dạ. Mua quà gì? Bạn nữ thích gì mua tặng đâu. Hả? Hỏi câu này coi chừng à. Tặng cặp nhẫn con. Cái ta có. Trời ơi, mạnh quá. Thích rồi đó nha, soái ca rồi đó nha. Em cũng có coi là cuối năm nay đám cưới thì tốt. Trời, số cái gì cũng phải coi hết trơn vậy. Rồi đẻ mấy đứa là coi luôn, coi chưa? Đẻ mấy đứa con, chừng nào đẻ? Đẻ mấy đứa anh? Hai đứa à? Hai đứa, em cũng thấy hai đứa được. Em động viên, cho được hai đứa thôi. Dạ, em thấy anh nói chuyện cũng dễ thương. Ai cũng vậy. Ừ. Nếu mà em cho anh cơ hội á, thì anh hứa anh sẽ lo em suốt cuộc đời. Trời ơi nè, nè chị nổi da gà hết trơn luôn nè, thấy chưa? Chị nổi da gà hết trơn luôn á. Người đàn ông nào mà nói chị câu đó thiệt á, chị nhào vô chị ôm chị hôn cái chóc liền luôn. Thiệt sự luôn. Thôi, bây giờ rồi. Lo vuốt luôn mũi hoài nói được câu đó đó. Hay quá trời. Đây, để tay nút bấm đi các bạn. 3 2. Đồn quá rồi. 1. Hết thời gian. Cặp này nghe câu đó là nôn lắm rồi. Hai người nắm tay nhau đi nào. À, em dư sức để che chở cho cô gái ấy đấy. Ẩm cổ lên cái coi. Đây. Chưa, ẩm lâu lâu chút, ẩm tiếp đi. Ẩm nó nhận quà nữa. Đây còn tặng quà nữa, ẩm tiếp đi. Thôi bạn ơi. Bạn cho. Bạn không cho hả? Dạ. Bà xã không cho. Này dư sức luôn không? Ẩm vòng vòng vẫn được đúng không? Dạ. Hả? Rung không? Còn rung không? Dạ. Anh rung thiệt. Anh rung thiệt. Anh rung quá. Anh dễ thương ha. Dạ dễ thương. Em nói gì với anh đi nè, nó câu nói hay quá. Anh hứa quá hay luôn. Em nói gì đi. Anh hứa thì em phải thực hiện được nha. Anh ơi, có ba con hứa với bác luôn. Gan ghê luôn. Đây là những chiếc vé xem phim. Tôi hy vọng là những cái gì mà đã nói nó sẽ trở thành hiện thực. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc. Và em chỉ hy vọng em sẽ thực hiện được lời hứa với bác gái, dạ. Với bạn gái, với vợ tương lai của em, dạ. Nha. Chờ tin của các em. Đây gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nào, hãy dắt bạn gái đi xem phim đi. Dạ. Chị nghĩ là em rất là hạnh phúc, rất là may mắn. Có thể cái đường tình cảm mình chưa có tìm được một cái đối tượng, nhưng mà yên tâm, em còn rất là trẻ, mới có 28 tuổi thôi, tương lai còn rất là dài. Và chị tin chắc chắn rằng đến một ngày nào đó gần đây nhất, chị mong là em sẽ chạm tay được đến hạnh phúc của mình. Con trai rất là dễ thương, đó là cái động lực cho mình. Dễ thương, chân thành, xứng đôi. À, xứng đôi. Và bây giờ chúng ta sẽ xem niềm vui này có nhân đôi lên hay không đối với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hạ màn. Xin giới thiệu bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Dạ, em chào quý vị khán giả, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Bạn giới thiệu về mình, bạn tên là gì? Dạ, em tên Đào, năm nay em 28 tuổi. Đào đang công tác ở đâu? Em ở nhà em buôn bán ẩm thực đó chị. Quán ăn hay em ẩm thực? Dạ. Rồi bây giờ mình đợi bạn trai của mình ra nha. Mời bạn trai. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Nhiều quà quá. Anh tên gì? Dạ em là Lê Hoàng Vinh, năm nay em 37 tuổi. Hoàng Vinh làm nghề gì? Dạ em là tổ trưởng tổ bảo vệ ngân hàng Sài Gòn. Có thể giới thiệu sơ cho bạn nữ biết hiện nay cuộc sống như thế nào? Em thì đã có một lần lập gia đình và đã ly hôn được gần 3 năm và đã có một cháu. Hiện tại đang ở với mẹ của cháu. Cháu lớn chưa? Dạ năm nay được 8 tuổi. Không. Rồi, đó là sơ yếu của chàng trai bên đây. Còn cô gái thì sao? Đào mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình mà cũng đã kết hôn, mà cũng đã gãy đổ. À là bạn cũng đã kết hôn một lần rồi. Bao lâu rồi bạn? Chắc gãy độ cũng được 7 năm rồi đó chị. Có nghĩa là lúc đó mình lấy lập gia đình là còn trẻ lắm. Bây giờ mình 28, 7 năm là 21 tuổi là đã chia tay rồi. Dạ. Vậy là chắc là chưa có em bé hả? Dạ có rồi chị. Có luôn rồi, vậy em bé bao nhiêu tuổi? Bé trai 7 tuổi chị. Vậy lý do tại sao mình chia tay? Anh gia trưởng với lại không biết quan tâm tới vợ con. Cứ đi ăn nhậu về là hành hạ vợ con. Rồi bây giờ mình mong muốn tìm được một nửa của mình hiện tại, cái chuẩn như thế nào? Chỉ mong muốn cái người sau của em là không gia trưởng, đừng có keo kiệt, với lại biết quan tâm chăm sóc gia đình, với lại yêu thương mẹ con em. Những ưu điểm của bạn là gì? Em rất thích nấu ăn. Thích nấu ăn? Dạ. Điểm yếu của mình là gì? Em dễ xúc động. Thường những người rất là tình cảm hay là như vậy. Đó, một lần là lỡ đò rồi, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm gì ra để chuyến đò sau cho nó trọn vẹn, đi đến nơi đến chốn. Em với bạn bên đó thì cũng đã có một lần đổ vỡ rồi. Nếu mà có duyên thì hai người gặp nhau thì sẽ cùng nhau vun đắp hạnh phúc, mỗi ngày nó sẽ tốt đẹp hơn. Cần người phụ nữ thế nào? Cần phụ nữ hiền, đảm đang, biết tôn trọng người lớn và lo lắng cho gia đình. Từ ngoại hình? Ngoại hình dễ nhìn là được. Bạn có những tật xấu gì có thể nói cho bạn bên kia biết luôn? Xấu thì em ngủ hơi ngáy một chút anh. Ngủ ngáy hả? Hơi ngáy thôi anh, bữa nào mệt lắm thì mới ngáy anh. Rồi tật xấu gì nữa? Dạ, em thì hơi nóng tính một chút. Cái đó là phải rút kinh nghiệm đó. Dạ. Nóng tính có gia trưởng không bạn? Dạ không chị ơi. Nãy bạn nói cái công việc bạn làm ẩm thực là cụ thể là bạn làm? Em buôn bán điểm tâm sáng ở tại nhà á chị. Có bữa thì em bán phở, có khi em bán cơm chiên nhân trâu. Tùy mỗi ngày em đổi một món. Mà mình là làm bán ăn sáng hay là bán cả ngày? Buổi sáng em bán đồ ăn sáng, còn chiều trưa thì em bán đồ ăn cho mấy đứa học sinh. Chà, vậy là cực lắm, làm quần quật suốt luôn ha. Dạ, 3 giờ sáng đã vậy. Còn mẹ đơn thân như vậy thì rất là giỏi đấy. Bạn có thể nấu được tất cả bao nhiêu món? Cũng nhiều hả chị? Món nhậu em cũng làm được. Vậy hả? Dạ. Anh có những cái sở trường nào? Thì em biết chung hát thì cũng được, mà không có hay. Thôi kệ đâu, cứ không hay mà không bằng hay hát. Cứ coi như món quà gặp mặt đi. Mình hát cho bạn nữ bên đây nghe một câu, bạn bên đây buồn lắm, không có cười. Hát bài Lâu Đài Tình Ái, hát một đoạn. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chút xíu đó, mình gặp bạn gái bên kia đó. Giờ cao điểm mà chuẩn bị bấm nút hát bài này nha. Hôm nay anh có đi với người thân của anh không? Dạ em đi với chị gái của em. Chị gái hả? Chúng tôi muốn nói chuyện một chút xíu với chị gái. Xin chào MC Quyền Linh với lại Cát Tường. Dạ. Chào chị. Giữa cuộc trao đổi nãy giờ thì chị cảm nhận thế nào về cô gái bên kia? Cô gái cũng dễ thương. Thấy ăn nói cũng duyên dáng, cũng hiền lành. Chị có lo lắng là nếu như em chị đi một bước nữa là nó như thế nào không? Nếu mà hai bên mà tìm hiểu nhau nó chín chắn hơn, để bước đi một bước nữa thì càng tốt. Dạ. Xin hỏi bạn gái bên kia là bạn còn một người con 7 tuổi, nhưng mà có đồng ý để mẹ bước thêm bước nữa không? Dạ bé cũng đồng ý anh Linh. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đi chung với hai người em gái của em với lại con của em. À có con đi nữa hả? Đâu con bạn đâu? À cái trai ngồi đó phải không? Chào con, chào hai em. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Bạn chào anh. Chào bạn. Thấy anh này sao? Được không? Dạ, anh này cũng được. Anh cũng hiền. Anh hiền có đáp ứng những cái yêu cầu của chị em đưa ra được không? Dạ, theo em nghĩ thì anh cũng được 80%. Và điều cái cửa ải mà cái vượt qua được đó chính là con của chị ấy. Rồi chú Linh hỏi con này, con tên là gì? Long. Tên là Long hả? Con học lớp mấy rồi? Lớp 2. Con có muốn mẹ mình lấy chồng không? Dạ muốn. Nếu mà mẹ đi lấy chồng rồi con ở với ai? Con ở với bà ngoại. Con nhìn chú này con thích không? Thích. Cảm ơn con. Chị nghĩ là em rất là hạnh phúc. Dạ. Rất là may mắn. Có thể cái đường tình cảm mình chưa có tìm được một cái đối tượng, nhưng mà yên tâm, em còn rất là trẻ, mới có 28 tuổi thôi, tương lai còn rất là dài. Và chị tin chắc chắn rằng đến một ngày nào đó gần đây nhất Chị mong là em sẽ chạm tay được đến hạnh phúc của mình. Con trai rất là dễ thương, đó là cái động lực cho mình. Cát Tường hay cảm động lắm. Mỗi lần mà thấy một cái người đồng cảm nào như vậy là Cát Tường cũng khóc. Và tôi tin rằng những người phụ nữ luôn luôn mạnh mẽ trong những hoàn cảnh thế này. Những giọt nước mắt đó nó sẽ là những động lực để chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp. Yeah. Hai em chị khóc rồi. Chị sẽ xem anh ấy, nhưng mà chị không biết là bạn trai bên này có phù hợp với em hay không, nhưng mà chị tin chắc chắn rằng em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Dạ, em cảm ơn chị. Cười lên, cười tươi lên. Có con trai rất là dễ thương. Em chào chị. Dạ, chào anh. Em có món quà em gửi cho chị. À, tưởng đâu tặng lộn người chứ. Cảm ơn anh. Gửi anh Quyền Linh. Cảm ơn bạn nhiều nha. Hồi nãy giờ là cũng xúc động quá nên không muốn nói được gì nhiều. Nếu mà bây giờ mà mình hợp nhau đó thì theo anh nghĩ thì bao nhiêu lâu mình có thể tiến tới hôn nhân? Trong khoảng một năm đó chị. Trong khoảng một năm. Bây giờ anh cũng có con rồi, bạn gái bên đây cũng có con rồi. Thì nếu như mình lấy nhau, anh có muốn có thêm con nữa không? Dạ, điều đó thì chắc chắn phải có chị. Chắc chắn phải có. Anh không ngại ta nói con anh, con em, con chúng ta vậy ta? Dạ không vậy, nếu mà mình chấp nhận đến với nhau thì nói chung con thì con của ai cũng là con hết. Nãy con nó ở với ngoại, nhưng mà bản thân Tường không thích điều đó. Con phải đi theo mẹ, phải có cha có mẹ. Anh có thể chăm lo được cho bé không? Dạ, điều đó thì trong khả năng của em là chăm sóc được. Anh nói gì một câu với bé em nghe thử rồi mới làm mai được. Chú hứa thương con, lo cho con trong thời gian sắp tới. Cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chúng ta kéo màn lên để hai người có thể gặp nhau và cùng chia sẻ với nhau. Anh và chị sẽ có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Nãy giờ mình ngồi cách nhau bức màn, anh cũng tâm sự rồi, em nghĩ gì về anh? Thì em thấy anh cũng chân thật, mà thấy tương tá thì cũng tương xứng với em rồi đó. Cảm ơn em. Theo quan điểm của em, trong cuộc sống đó, là mình cần điều gì nhất trong cuộc sống vợ chồng? Em cần một người chồng biết cách sống và biết quan tâm tới gia đình. Mỗi người đàn ông của em quan tâm gia đình là em ấn tượng như là anh Quyền Linh. Cảm ơn bạn. Nhưng mà anh cỡ khoảng cỡ 80 giống như anh Quyền Linh là ok rồi. Okay. Anh cũng có ý nghĩ như em, cũng muốn mong tìm được một người bạn và một người vợ, dạ, cũng biết chăm lo cho gia đình và lúc nào cũng biết nghĩ gia đình, chia sẻ với mọi người và kính trên người dưới là điều anh quan tâm nhất. Những chuyện đó là em làm được hết. Ok. Thì anh nghĩ với anh với em thì cũng có duyên gặp nhau ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái cuộc hẹn hò, dạ, và sẽ cùng nhau vượt qua những cái thử thách mà nỗi đau mà anh với em phải gánh chịu trong thời gian qua. Dạ. Nãy anh Quyền Linh có nói là khi nào em với anh nhìn mặt nhau đó, anh hát một bài gì đó, anh hát đi. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm chẳng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Với 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. Và tôi nghĩ rằng những giây phút này là giây phút hết sức là thiêng liêng với hai người, để chọn người đi tiếp cái con đường của mình còn lại là điều quan trọng lắm. Suy nghĩ cho kỹ. Lâu đài tình ái có được xây hay không? 1 2 3 Chúng ta có thể nắm tay nhau để cảm nhận về nhau. Xinh đẹp về bán cơm chắc đắt lắm nè. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Về phụ bảo bán cơm bảo vệ luôn nha. Bậy à, giờ về phụ là nhiều khi bán ế. Trời ơi. Chuyện bảo vệ cứ làm bảo vệ, bên đây ta bán cơm ta cứ bán cơm, chứ mà về phụ rồi chừng bán không đắt nữa đâu. Con thấy vui không con? Hả? Con trai chúc gì với mẹ với chú đi. Chúc mẹ chú được hạnh phúc. Hay quá. Một cặp vé xem phim tặng anh chị. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều buổi xem phim để hiểu hơn về nhau. Chúc mừng anh chị, chúc anh chị hạnh phúc. Đây là quà tặng xịt thơm miệng thảo dược Relax tặng cho anh chị. Dạ, cảm ơn chương trình. Cảm ơn. Hãy nắm tay và đi xem phim. Ngoại hình thì em thích bạn nam cao 1m65 đến 1m7, với lại cao to đen mà không hôi. Ủa gì kỳ vậy? Cao to đen mà không hôi. Bên kia thì sao? Cao có, to có luôn. Đen. Đen không được đen lắm. Mà không hôi. Hả? Mà không hôi. Hôi chờ chút biết. Rất là dễ thương. Hai người rất dễ thương. Chúng ta mong những điều tốt đẹp đến với cặp đôi đầu tiên quý vị. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Đến với cặp đôi thứ hai thôi. Đúng rồi. Hả mà? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Mình giới thiệu lớn lên cho đối phương nghe luôn nha. Mời bạn. Dạ, đầu tiên xin chào quý vị khán giả, anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn bên cạnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Em tên là Nguyễn Vũ Thế Hiểm, năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp là quản lý nhà nghỉ. Bên kia. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào các vị khán giả và bạn nam bên kia ạ. Em tên là Lê Thế Vy, năm nay em 23 tuổi, em đang sống và làm việc ở Bình Phước. Công việc hiện tại của em là buôn bán tại nhà với giữ nhà trọ cho mẹ. Ồ, một bên thì giữ nhà trọ, một bên thì quản lý nhà nghỉ. Ủa sao có sự trùng hợp vậy ta? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là dễ bắt chuyện với người khác, nhiệt tình, với lại dọn dẹp nhà cửa, sạch sẽ, với lại em giữ tiền rất là giỏi. Ồ, giữ tiền rất giỏi. Em cũng đưa cho em giữ tiền đó. Vậy hả? Đó điểm mạnh là điểm yếu vậy? Dạ, điểm mạnh đó. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em thì hơi nóng tính, với lại em mua nắng rất thường, lúc vui lúc buồn vậy đó. Bạn trai này điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, thích thương người. Thương người? Dạ. Còn điểm yếu của em là hơi nóng tánh. Hả? Trời, hai bạn nào cũng nóng tánh luôn hả? Hơi nóng tánh nhưng mà nếu mà quay qua làm chuyện khác thì xíu là quên liền. Còn gì nữa không? Có tật xấu gì không? Tật xấu ngồi đôi khi ngồi run quá đúng không? Dạ, run rùi. Này đâu có sao, nhiều khi cái tâm lý mình nó ấy, mình làm gì cho nó đỡ run thôi à. Tình trường của hai bạn thì sao, bạn gái? Em thì có 2 mối tình rồi. Mối tình mới đây thì mới chia tay được 1 năm, thì yêu cũng 3 năm. Nhưng mà yêu xa, cái ghen quá là không tin tưởng và chia tay. Xa là ở đâu lẫn? Thì bạn ở thành phố, em ở Bình Phước. Ủa hiện giờ là em trai là đang ở đâu? Em thì ở Tân An, Long An chị. Rồi bây giờ mình dự định là hai bạn nếu mà yêu nhau mình hẹn hò với nhau làm sao? Bao nhiêu lâu gặp nhau 1 lần? Có thể 4, ủa có thể 1 tháng gặp 4 lần cũng được. Tưởng là 4 lần. Được không em? Tháng 4 lần là được không em? Dạ được. Bên đây kia 2 mối tình, bạn mấy mối tình? Dạ em chỉ 1 mối tình thôi à, kéo dài khoảng 4 năm. 4 năm. Lý do tại sao chia tay? Thì bên em phát hiện bên đàn gái chuyện nhỏ nhặt gì không đáng cũng đem những lời nói không hay là chia tay rồi đòi này đòi kia, rồi em nhắc nhở nhiều lần rồi cứ tái phạm hoài, nên em thôi em chịu không nổi nên quyết định chia tay. Chỉ có vụ đó thôi đó hả? Coi như là hở cái chia tay, hở cái chia tay hay chuyện em? Nhỏ không đáng cũng nói những câu không hay thôi. Bên kia nhớ nha, nói 1 lần thôi. Dạ. Nói nhiều lần qua cũng mệt, ta gọi là chàm ràm đó. Giận hờn từ từ giải thích ha. Rồi. Hôm nay bạn gái muốn tìm người yêu của mình như thế nào? Em muốn tìm một người là quan tâm em, chăm sóc em, chứ lại nhường nhịn em chút. Có không em? Cái chuyện đó em làm được. Làm được. Còn gì nữa không? Ngoại hình thì em thích bạn nam cao 1m65 đến 1m7, với lại cao to đen mà không hôi. Ủa gì kỳ vậy? Cao to đen mà không hôi. Bên kia thì sao? Cao có, to có luôn. Đen. Đen không được đen lắm. Mà không hôi. Hả? Mà không hôi. Hôi chờ chút biết. Chỉ của em mới kiểm tra được thôi. Mình có cái mơ ước gì đặc biệt không em? Dạ có, em là hồi từ nhỏ rồi đến lớn là em ước là 24 tuổi lấy chồng. Em ước 24 tuổi lấy chồng. Năm nay 23 rồi. Dạ đúng rồi. Hỏi bên kia coi được không? Anh thấy được không anh? Dạ được, ủa cũng được. Có 1 năm nữa đó, ước muốn lớn nhất cuộc đời người ta là muốn 24 tuổi. Dạ kịp, về bạn gái thì 1 năm tìm hiểu rất đủ rồi. Nếu muốn cưới giờ nào cũng được. Nhà cửa rồi đủ hết đó ha. Dạ. Rồi em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ bạn gái của em thì yêu cầu của em đơn giản à. Ngoại hình thì cũng tương đối, không ốm, không mập, nhìn cũng được tròn tròn thôi. Có gì em không thích ở người bạn gái không? Em chỉ không thích người bạn gái là toan tính, ở núi này mà trong núi nọ, đem chuyện ở nhà người già ra, ở trong nhà ra nói chuyện ngoài á, mới bên ngoài thì không thích. Mình có mấy cái tính đó không em? Không, em không thích nhiều chuyện. Rồi để tôi qua tôi coi. Càng to càng tốt. Càng to càng tốt. To. Một tớn. Chà, to quá. Có hơi đen đen. Hồi hồng chưa biết. Ủa sao em dễ quá vậy? Em chọn vợ là sao cũng được hết trơn nha hả? Mình không có đặt ra cái tiêu chí người phụ nữ như thế nào hay cái hình mẫu lý tưởng em cũng có em. Chỉ cần là lễ phép với gia đình em là được. Hiện giờ em đang sống với ba mẹ. Ba mẹ em có đưa ra cái tiêu chuẩn gì không hay là có? Không, chỉ cần thương chồng thương con rồi biết chăm lo sắp sóc gia đình thôi. Rồi mình có cái định hướng tương lai mình kiểu như mình giảm bớt rồi gì không em? Dạ có. Em đang chơi game à. Đang chơi game á hả? Dạ. Khi chơi nhiêu mà sau khi chơi được nhiêu? Lúc trước thì em cân lắm nhưng mà người ta hay nói là em tròn. Thôi nói chứ tròn tròn vậy được rồi. Vấn đề là ốm chút xíu để giữ sức khỏe thôi ha. Để anh Quang coi mắt đàn gái coi sao nha. Ồ, chào em gái. Dạ. Dễ thương quá ha. Anh ở bên đây anh bự hơn em lắm, em sợ không? Bự gấp đôi em không? Gấp đôi luôn. Gấp đôi đó. Gấp 3 luôn á. Được. Trời ơi. Ủa sao khoái vậy hả? Ủa sao không thích người phải bự hơn em? Ôm xuống như lại ngủ ấm ấm. Không có đâu, cái này ngủ không ấm, em ngủ mà lỡ anh gác cái là em dẹp luôn đó. Nhưng bây giờ làm dâu á, lo không? Không. Cô này giỏi mà. Trời, nhưng mà qua đây á, ở nhà em cái thú của em là giữ tiền, thu tiền, mẹ giao. Qua anh kia chưa chắc ta giao tiền cho giữ đâu, buồn ha. Anh giao tiền em giữ mà anh. Anh đó tất cả những gì thuộc về anh là thuộc về em hết. Trời ơi. Ông gan quá à. Nói đi nha. Ông biết, ông hỏi ba mẹ ông chưa. Ông dám nó giao cho vợ hết. Hôm nay có đi với người thân không em? Dạ có, em đi chung với ba mẹ bà cậu à. Trời có ba mẹ với cậu luôn, khỏe luôn. Xin kính chào tất cả mọi người trong khán phòng. Xin chào MC xinh đẹp Cát Tường. Dạ, cảm ơn chú. Và MC tài năng Quyền Linh. Tôi là ba của Thế Hiển. Dạ, em chào hai bác. Cô bé hôm nay là ba mẹ rất là vừa ý. Đó, còn ở duyên thì tính sao ha. Để nhận xét riêng thì cháu Hiển thì ở nhà thì có cái ưu điểm là biết vâng lời cha mẹ, phải là ai đăng ký cũng lên đây được. Đúng rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu được thì người lớn sẽ đi tới, tiến tới và sẽ lo cho các con đầy đủ. Tuyệt vời. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và bạn thân ạ. Ồ, có mẹ luôn ha. Chào cô. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị. Thí Bi có những cái ưu điểm là rất là ngoan và lo cho gia đình. Chứ khi ta muốn làm một việc gì thì ta rất là cẩn thận và suy nghĩ. Về khuyết điểm thì Thí Bi nghĩ con một cho nên hơi nhõng nhẽo, thích sự chiều chuộng. Dạ. Cô nhận xét anh rể tương lai bên bển sao ạ? Nhìn chung thì cũng được, cũng xứng đôi. Nhưng mà chuyện tình yêu thì do hai đứa thôi. Dạ, cảm ơn cô. Hôm nay hai bạn rất hạnh phúc khi có sự chứng kiến của hai gia đình hai bên. Còn bây giờ điều gì đến sẽ đến. Chuyện của các bạn tự quyết định nha. Người lớn đã có ý kiến rồi. Kéo màn lên. Mời hai bạn. Món quà đang tặng. Cảm ơn anh. Anh thấy anh sao? Dạ, giống mọi người em thích á. Anh thấy em sao? Em đi cũng dễ thương. Em hơi nhõng nhẽo được không? Càng nhõng nhẽo càng thích. Cái món quà này là ý nghĩa gì vậy em? Đây là em nhà muốn trọ sau này là nếu mà thành vợ chồng thì sẽ vững chãi, tình cảm sẽ vững chãi một ngôi nhà đó. Cái này em mua hả hay làm? Em làm. Rồi hai bạn nói chuyện với nhau đi. Ví dụ yêu xa vậy anh có ngại không? Không, anh cũng ít khi đi chơi nhưng mà xa vậy cũng không sao. Có gì mình tìm hiểu thêm về biết thêm. Dự định đám cưới xong mình làm gì? Thì nếu mà cưới xong thì cũng hưởng ra trong mộng. Ở đâu? Ở đâu thì tùy vợ mình quyết định. Đâu cũng được. Ở đâu có anh này, ở đó có em là được rồi. Trời ơi. Ngọt ngào quá trời quá đất luôn. Dễ thương em gái, dễ thương quá. Nhõng nhẽo ghê, ở đâu có anh là có được luôn. Ở đâu có em là có anh đó mà. Rồi định kế hoạch sinh con sao? Ước mơ của em là 24 tuổi lấy chồng rồi, có ước mơ gì sanh con không? Em nói với anh. Trai gái gì nói luôn đi. Em thích 3 đứa, một trai 2 gái. Nói với anh, có anh chịu không? Chịu không anh? Em sanh ra một đội bóng cũng được nữa. Như đội bóng em sanh không nổi đâu. Nhà dư mà. Dư. Em hát bài gì tặng quán kia? Vậy em hát một đoạn thôi ha. Rồi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng tóc xòa bến rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường khuya vẫn chưa mở lối. Thôi vậy mở liền mở lối ra liền. Bây giờ hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, kế hoạch rồi mình có hết rồi. Bây giờ mình nói cái cảm xúc của mình ngày hôm nay. Gặp nhau mình thấy đối phương như thế nào? Nhìn thẳng vào mắt cổ. Bữa nay đến đây anh cũng có cho mình một cơ hội rồi. Đó thì nếu em có chút gì đó rung động với anh thì hãy bấm. Thì bấm nút đỏ phía sau cái ghế á. Rồi cùng anh nắm tay anh đi hết đoạn đường. Còn chỉ nút đỏ nữa. Được rồi. Ôi, thật là dễ thương quá. Đặt tay vào nút đen, cái nút đỏ này nha. Anh kêu bấm nhưng mà mình có thích mình mới bấm nha. Đừng có nghe anh suối nha. Chúng tôi xin nhắc lại các bạn, bấm hay không bấm là quyền quyết định các bạn. Nhưng khi chúng ta đã chọn bấm nút, chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với cái bấm nút của mình. 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1 2 3. Hết thời gian. Tuyệt vời. Hợp lý. Nào, nắm tay đi. Mày tới me, tới mét mày cưng. Nắm tay mà em kiếm cái gì vậy? Hả? Dễ thương quá. Bây giờ xin phép mẹ hôn bạn gái một cái. Đúng rồi. Cho con hôn. Cho hôn bạn gái. Bạn gái ai? Bạn gái của bác gái. Cái gì? Bạn gái của bác gái là sao? Cho con hôn bạn gái của em, của con. Cho con hôn bạn gái của con cái nhà bác. Đó cho rồi. Em cho không? Cho em cho không? Từ từ để đâu lâu, để đó. Để nó chụp tấm hình. Bác gái. Dạ. Bác có thể hai bà xui nói chuyện nhau chút xíu đi nào. Bác gái rất là xúc động ha. Sắp sửa làm xui rồi. Dạ. Mình về nắm tay này theo Duy cho hai đứa con. Hy vọng là chị em mình tiến gần hơn và kết nghĩa suy gia lâu dài. Quá tuyệt vời. Trời, tôi nổi da gà hết vì giây phút này linh thiêng quá. Gái thấy sao gái? Cảm nhận như thế nào? Dạ em rất là vui ạ. Em rất là vui ha. Cố gắng nắm bắt cái nhân duyên này nha. Hy vọng là em sẽ đạt được cái mong muốn, ước mơ của mình. Chúc cho hai em mau sớm làm đám cưới, mau sớm có tiếng trẻ em. Nhà này bự lắm, đông người ở nha cưng. Đây. Cảm ơn các em. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Ireland nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nào nắm tay đưa bạn gái đi. Đi hẹn hò, đi xem phim. Cố gắng đánh nhanh nha, đánh nhanh năm sau cưới mới kịp nha.